Trong quá trình chuyển đổi số, tỉnh Quảng Ninh nhận thấy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cơ hội số vẫn chưa được khai thác mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Đặc biệt, kinh tế số chỉ chiếm tỷ trọng 3% GDP của tỉnh. Kỹ năng số của một bộ phận cán bộ công chức người dân doanh nghiệp còn hạn chế. Xác định chuyển đổi số, mà trong đó kinh tế số là đột phá, là một trong những chỉ tiêu quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch mô hình phát triển từ nâu sang xanh. Quảng Ninh coi đây là một trong 15 đề án trọng tâm và đã đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và chương trình hành động số 01 ngày 9 tháng 10 năm 2020 của tỉnh ủy. Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng ban hành nghị quyết số 09 ngày 5 tháng 2 năm 2022 về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó đặt ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế số trọng tâm như phát triển thương mại điện tử, phát triển kinh tế số trong các ngành lĩnh vực trọng tâm có thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp công nghệ. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, hoạt động kinh tế số trên địa bàn tỉnh bước đầu phát triển. Trong đó, các hoạt động thương mại điện tử diễn ra sôi động và tăng nhanh ở nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân đã và đang tập trung đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bán hàng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, qua đó giúp phát triển kinh doanh. Thông qua sự kết nối của tỉnh, đã có gần 350 sản phẩm ô cốp Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao được đưa lên các sàn thương mại điện tử lớn như Sendor, Tiki, Shopee, Lazada, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất hàng hóa. Qua quá trình mà đưa các sản phẩm này lên trên các sàn thương mại điện tử thì cũng gặt hái được một số các thành công nhất định, đó là rất được nhiều người trên mọi miền tổ quốc biết đến. Có những sản phẩm ship vào tận trong Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh hay là trên Tây Bắc, và gần đây nhất là có một đơn vị bên Hải Phòng đã liên kết cùng chúng tôi để đưa rơi kho sang bên Úc, và cũng đã báo một tín hiệu rất mừng là các sản phẩm đưa sang đấy cũng được bà con bên đấy ủng hộ rất lớn. Việc thanh toán số không dùng tiền mặt cũng trở nên thông dụng tại Quảng Ninh. Hiện 99,2% số thu ngân sách nhà nước gồm thuế, phí, lệ phí được thực hiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các loại tiền, điện nước sinh hoạt, học phí, viện phí cũng cơ bản thanh toán trực tuyến. 13 trên 13 địa phương toàn tỉnh đều đã áp dụng mô hình chợ 4.0 với các chợ trung tâm và chợ hạng 1 trên địa bàn. Việc thanh toán số khi đi chợ hay tại trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm ở Quảng Ninh đã trở thành thói quen của người dân và khách du lịch. Có những cái điểm thanh toán không tiền mặt như này thì là rất là tiện ích và rất là văn minh. Mình chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và quét mã QR là mình có thể thanh toán được bất cứ thứ gì. Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Quảng Ninh trở thành điểm sáng trong triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Từ tháng 6 năm 2022, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng khai thác hóa đơn điện tử. Có 2.325 hộ kinh doanh cá thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 95,7% chỉ tiêu. Phổ cập chữ ký số đến 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. Việc mà kê khai nộp thuế hóa đơn điện tử đã giúp cho việc tiết kiệm chi phí cũng như là việc lưu trữ chứng từ và truy xuất dữ liệu rất là nhanh chóng, thuận tiện. Việc triển khai hóa đơn điện tử được cái sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và đã mang lại cái lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Đó, bên cạnh đó thì cũng làm minh bạch công tác quản lý thuế. Thông qua đó mà công tác quản lý thuế đã được kịp thời. Mặc dù là các cái chính sách về gia hạn miễn giảm thuế, tuy nhiên là cái số thu ngân sách của các năm qua đều là tăng trưởng so với cùng kỳ. Và các cái doanh nghiệp đón nhận cái thông tin này cũng là một hình thức là cái việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Với những giải pháp chuyển đổi số được thực hiện bài bản, việc phát triển kinh tế số của Quảng Ninh bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP chiếm 5,2% năm 2021, được nâng lên mức 8% năm 2022. Năm 2023, dự kiến kinh tế số của Quảng Ninh sẽ chiếm 12% GDP. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, cùng với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế số, sẽ là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành mục tiêu đặt ra đến năm 2025, kinh tế số đạt 20% GDP và đến năm 2030, kinh tế số đạt 30% GDP của tỉnh.